6 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong ngày 8 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Các bạn thân mến, nếu trong thời gian qua các bạn đã đau đầu, khổ sở về vấn đề tiền bạc thì xin chúc mừng các bạn bởi chỉ cần đồng hồ điểm 0 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2023 âm lịch, cuộc sống của các bạn sẽ có khởi sắc, vô cùng may mắn, đặc biệt trong vấn đề tiền bạc. Bạn sẽ bất ngờ nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Nếu bạn đang ấp ủ những dự án, những kế hoạch mà chưa có nguồn vốn thì trong hôm nay bạn có khả năng cao nhận được những khoản tiền đầu tư không hề nhỏ. Một số bạn còn có thể nhận được những món quà có giá trị từ người thân, bạn bè, và đó là các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Mùi, Dậu. Tuổi Tý, theo tử vi 8 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, nhờ có tam hội nâng đỡ, người tuổi Tý bắt tay và làm việc gì cũng thuận lợi. Bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình, bạn có thể đưa ra nhiều cách giải quyết vấn đề mới mẻ, khiến mọi người khâm phục. Người làm ăn, kinh doanh nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng, đối tác. Bạn mệnh có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình, tương lai thu về khoản lợi nhuận khả quan hơn hiện tại. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Bắc, phía ngoài nhà kho và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này, bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong thời gian này, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Thực thần chiếu mệnh, người tuổi Sửu làm các công việc tự do, nhận được khoản tiền công hậu hĩnh. Bạn ngày càng khẳng định được vị thế của bản thân, khiến các mối khách hàng luôn kéo dài không dứt. Tam hội là cát thần che chở cho vận trình của người tuổi Sửu trong hôm nay. Công việc của bạn có phần thuận lợi hơn thường ngày, các mối nhân duyên hài hòa, bản mệnh đi đâu làm gì cũng có người yêu mến và giúp đỡ, giảm được khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dù có ăn nên làm ra, kiếm được nhiều tiền đến mấy, bạn cũng nên chú ý cân bằng thời gian sao cho hợp lý, chớ nên làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, lại tốn thêm nhiều tiền chạy chữa. Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nữ kia liên tiếp gặp phải trục trặc. Hai người thờ ơ với hoàn cảnh hiện tại và chẳng hề có ý định hàn gắn. Nếu hai người không còn quý trọng quan hệ hiện tại thì đây chính là cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần. Ngày xuất hiện lục hợp, tuổi Dần tìm ra được những phương án ứng cứu kịp thời để khơi thông thế bế tắc trong công việc. Đứng trước khó khăn, bạn hiểu rằng chỉ cần suy nghĩ tích cực và cố gắng thêm một chút nữa là sẽ nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, nên chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc và nỗ lực đó của bạn hoàn toàn là đúng đắn. Nhờ vậy, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi này tăng tiến không ngừng. Con giáp được cấp trên đánh giá cao về năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng sẽ được ưu ái, cất nhắc hoặc trao thêm cho những trọng trách mới. Thành công đang đến rất gần với bản mệnh. Thủy sinh mộc, may mắn người kia của bạn là một người thấu hiểu. Nếu công việc quá áp lực, bạn nên mở lòng và tâm sự với đối phương. Rất có thể đối phương là người ngoài cuộc, có thể đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Xem tử vi 8 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, tam hợp tác động khiến người tuổi Mão giữ tinh thần lạc quan, tích cực trong hôm nay. Bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc và cũng không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh. Người làm lãnh đạo dành thời gian nhìn nhận lại bản thân và có cách thay đổi những điều mình còn làm chưa tốt. Bạn cho rằng tập thể có làm việc tốt hay không phụ thuộc một phần rất lớn vào cách hành xử của mình với cấp dưới. Nếu có kế hoạch xuất hành trong hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an.
Tuổi Mùi. Theo tử vi hàng ngày, tam hợp đem tới cho người tuổi Mùi nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp. Bạn phát huy được năng lực của bản thân, khiến lãnh đạo hoặc nhà tuyển dụng chú ý. Hôm nay, bạn có thể đạt được nhiều điều mình mong muốn. Các kế hoạch, công việc trong ngày tiến triển khá thuận lợi. Bạn đã lấy lại được nhịp độ cần có sau kỳ nghỉ Tết, nên mọi việc khá trôi chảy. Lại luôn có đồng nghiệp nhiệt tình, giúp đỡ, nên hiệu suất khá cao. Bạn cũng nên ra ngoài va chạm nhiều hơn, học hỏi và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Bạn có thể tham gia các nhóm tình nguyện hoặc các hoạt động cộng đồng khác để làm mới cuộc sống của mình, tăng trải nghiệm cho mình cũng là cách để bạn rèn giũa bản lĩnh. Với người làm ăn, kinh doanh, các khoản đầu tư đang đem về lợi nhuận rõ rệt, bạn hãy mạnh mẽ đi theo các quyết định của bản thân, chớ nên quá phụ thuộc vào lời bàn ra tán vào của người khác, rồi bạn sẽ mở được lối đi riêng. Thổ khắc thủy, tình trạng mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang thực sự nghiêm trọng, đôi bên không chịu xuống nước trò chuyện với nhau thì có lẽ sẽ sớm đi đến tan vỡ. Đã đến lúc hai người buông bỏ lòng sĩ diện của mình rồi. Ngày hôm nay, hung tinh gây hại cho sức khỏe. Lúc này, người tuổi Mùi nên cố gắng sắp xếp lại công việc để có thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Thời tiết mùa này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bạn khi mà thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên lưu ý hơn trong việc tạo độ ẩm cho môi trường sống của mình nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Xem tử vi hôm nay, kim sinh thủy, người tuổi Dậu độc thân có những suy nghĩ tích cực trong chuyện tình cảm. Bạn mở lòng và sẵn sàng tiếp chuyện với người khác giới. Có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp vào ngày hôm nay. Các cặp vợ chồng ngày càng thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau. Bạn hiểu rằng chẳng ai là người hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm riêng nên chẳng còn chấp nhặt với người ấy. Thay vào đó, hai người thay đổi để hòa hợp với nhau hơn. Thiên tài đem tới cơ hội hái ra tiền cho bản mệnh, con giáp này thậm chí có thể phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, khi cầm trong tay số tiền từ trên trời rơi xuống, bạn nên có kế hoạch đầu tư, chi tiêu đúng đắn, nếu không thì của thiên cũng trả địa. Ngày thủy khí vượng nên Dậu cũng phải chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân, vừa nghỉ Tết xong đã lao mình vào công việc, không ngơi nghỉ có thể khiến cơ thể bạn quá sức. Hãy cố gắng điều chỉnh lại lịch làm việc, sinh hoạt của mình nhé! Thưa quý vị, ngày 8 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Đinh Hợi, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Ốc Thượng Thổ, ngày này thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi, thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành mộc cục, xung tỵ, hình hợi, hại thân, phá Dần, tuyệt ngọ, kỵ tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.